Bị cháu hồi xưa em niềng răng bị cháu hùng em đâu. Thằng chó. Hello mọi người, lần gần nhất thì Rư có đến nha sĩ để mà lấy vôi răng. Xong rồi vô tình bác sĩ mới cho Rư xem lại cái hình trước khi niềng răng. Trời, kiểu là chưa bao giờ mình nghĩ là ngày xưa mình xấu như vậy. Cho nên là sẵn tiện sau khi mà xem cái hình đó xong, chắc là Rư sẽ chèn cái hình đó ở đây. Thì sau khi mà xem cái hình đó xong thì tự nhiên mấy cái cảm xúc của Rư qua cái quá trình mà đau đớn, ê buốt, những cái cảm xúc đó nó ùa về. Cho nên đó Rư nghĩ là tại sao Rư không làm một video đơn giản là tâm sự và truyền thêm động lực cho các bạn chuẩn bị niềng răng. Đây là cái góc nghiêng của Rư bây giờ ha, mọi người nhìn nè. Khi mà Rư cười nè. Và khi mà Rư xem lại cái hình về cái góc nghiêng của mình hồi xưa đó, trời ơi, công nhận là ngày xưa khi mình cười á, cái răng, nhất là hai cái răng cửa này nè, nó bị đẩy ra rất là nhiều. Thì cái video này chính là 5 sự thật, hay có thể nói là 5 lưu ý mà bản thân Rư đã từng trải qua khi mà niềng răng. Cái điều đầu tiên mà mọi người nên chuẩn bị tinh thần đó là khi mà mình niềng răng á, thì mỗi tháng một lần mình sẽ đến nha sĩ để mà bác sĩ siết cái cọng dây thun. Ví dụ bình thường cọng dây nó dài vậy đúng không, bác sĩ sẽ siết nó ngắn lại một tí. Đó, thì tức là cái lực kéo nó sẽ mạnh hơn. Và mỗi một lần mà siết về như vậy thì thật sự mà nói là ra khỏi phòng nha thôi là Rư thấy bắt đầu có cảm giác là nước mắt ràn rụa. Tại vì cực kỳ đau luôn, thật sự là rất đau. Mình không nhai, mình không ăn gì hết mà mình đã thấy đau. Cho nên là mọi người hình dung là 2-3 ngày hôm sau, kể từ cái lúc mà Rư đi siết niềng răng á, là Rư chỉ có ăn cháo thôi. Và khoảng thời gian đó thì Rư rất là gầy. Bây giờ là Rư 57kg. Khoảng thời gian đó là Rư 47kg. Xưa Rư đã ốm đi tới 10kg. Và cái phần xương gò má rất là cao, và cái mặt chỗ này rất là hóp luôn. Nói chung là mình nhìn cái hình này mình cảm thấy thương vô cùng những cái bạn mà đang niềng răng. Vậy thì trong suốt cái quá trình mà đau đớn đó thì Rư mới hỏi bác sĩ là có cách nào cho nó đỡ đau hay không. Rư nhớ ngày xưa là bác sĩ cho Rư uống là cái Efferan Codin để mà giảm đau. Và bên cạnh đó thì bác sĩ dặn là xài kem đánh răng của Sensodyne. Thì những cái kem đánh răng thông thường khi mà Rư chà đó, cái bàn chải nó chạy đến đâu là mình thấy nó buốt tới ốc tới đó. Nhưng mà khi mà Rư xài Sensodyne thì nó không bị cái cảm giác đó. Cái tiếp Sensodyne ngày xưa thì nó không đẹp như bây giờ, nhưng mà nói chung là sau rất nhiều năm niềng răng thì Rư hiểu được là cái việc ê buốt là một cái chuyện rất là khó chịu. Nó sẽ làm cho bạn ăn uống không ngon, ngủ không ngon, thậm chí là ngại giao tiếp. Cho nên là nếu như các bạn cũng đang niềng răng hay là không niềng răng nhưng mà đơn giản là bị ê buốt, thì Rư nghĩ là các bạn có thể thử sử dụng cái em Sensodyne này coi làm sao. Trên tay của Rư đang cầm em này là Sensodyne Rapid Action mới. Em này thì có chứa cái hợp chất là stannous fluoride, chứa polymer kết dính sinh học, cho nên nó sẽ giúp lấp đầy các lỗ ngà răng bị lộ. Và đây là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng ê buốt. Và so với lại Sensodyne hồi xưa đó, thì Rư thấy là cái bao bì này đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn, cũng như là cái chuyện mà giải quyết ê buốt á, nó diễn ra nhanh hơn. Thật sự những cái bạn nào mà đã trải qua cái cảm giác ê buốt thì sẽ biết là cái việc mà giảm ê buốt nó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống như nào. Kiểu như là Rư đã có một khoảng thời gian không có dám ăn kem, không có dám ăn đồ lạnh, không có dám ăn bingsu này nọ. Nhưng mà bây giờ thì Rư tự tin hơn. Thì khi mà Rư dùng, Rư thấy răng mình nó hơi ấm nóng. Mới đầu Rư tưởng là Rư xài lộn nước nóng để đánh răng, nhưng mà về sau đánh 2-3 lần quen rồi thì mới biết đó chính là cái trải nghiệm khi mà dùng em Sensodyne này. Tại vì em Sensodyne này được chế tạo với cái công thức là khang nước, thành ra là khi mà nó tác dụng với lại nước bọt trong miệng mình thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác ấm ấm. Và đó cũng là lúc mà những cái lỗ ngà răng bị lộ nó được chám lại, và vì vậy mà cái vấn đề ê buốt nó được giảm rất là nhanh. Thành ra là bây giờ mặc dù đã không còn niềng răng nữa, nhưng mà Rư nghĩ đối với Rư thì cái vấn đề mà uống cà phê sữa đá nó rất là quan trọng. Nó tạo ra một cái mood, một cái động lực để cho mình muốn làm việc mỗi ngày. Thành ra là Rư vẫn sẽ trung thành với lại Sensodyne. Cái sự thật thứ hai đó chính là cái vấn đề mà nhiều bạn hỏi lắm, là niềng răng có tốn nhiều tiền hay không. Thì theo như giá mà Rư tham khảo bây giờ đó thì nó tầm đâu 30-40 triệu. Nhưng mà cái khoảng thời gian của 5-7 năm trước, cái trường hợp của Rư á là 20 triệu. Nhưng mà bác sĩ sẽ không có bắt bạn đóng một lần. Lần đầu tiên khi mà Rư đến chụp phim và gắn cái thun tách kẽ đó, thì Rư nhớ là Rư đóng 3 triệu. Xong rồi sau đó bác sĩ sẽ tiến hành nhổ răng cho mình. Xong rồi đến khi mà cái giai đoạn gắn mắc cài hoàn tất á, thì Rư đóng thêm hình như là 5 triệu. Và cái 12 triệu còn lại á, thì mỗi một tháng Rư đến
thích thì đóng, không thích thì thôi, đóng cho bác sĩ 500 triệu cho đến khi mình đóng hết cái số tiền đó. Có một số nơi thì họ đưa ra một cái hình thức khác, tôi nhớ đâu là 50-50. Hình như là trước khi mà các bạn niềng răng thì các bạn đóng 50%, xong rồi sau vài tháng thì các bạn đóng thêm 50%. Cái ngày trước khi mà Rudy niềng răng thì Rudy cũng phải để dành cái số tiền đó rất là lâu, cho nên Rudy cũng hiểu là có nhiều bạn đang xem video của Rudy mà đang là teen chẳng hạn, hoặc là đang là sinh viên chẳng hạn, các bạn không có sẵn một cái cục tiền như vậy. Thì Rudy nghĩ cái điều đầu tiên mà mọi người cần làm đó là đi tham khảo vài nơi. Ví dụ như là ngày xưa Rudy cứ tưởng là phải để dành 20 triệu rồi mới niềng răng được, nhưng mà thật ra 20 triệu đó là một cái quá trình luôn. Mà nếu như Rudy biết cái điều đó từ trước thì có thể Ru đã còn niềng răng từ trước đó rồi, nó sẽ rút gọn lại cái thanh xuân của mình phải đeo niềng. Cho nên là Ru vẫn khuyến khích mọi người là hãy đi lòng vòng các cái nha sĩ mà bạn tin tưởng, hỏi thăm xem là cái việc đóng phí nó như nào, xong rồi hẳn về quyết định xem là thời gian nào mình nên niềng răng. Cái vấn đề số 3 là cái vấn đề về thời gian. Rất nhiều nơi người ta sẽ nói với bạn cái khoảng thời gian mà bạn niềng răng sẽ rơi vào 1 năm rưỡi, 2 năm. Nhưng mà tôi nói với mọi người nghe như này: khi mình càng lớn thì cái xương của mình nó càng chắc so với lại những cái thời điểm mà mình còn nhỏ. Ví dụ như là những bé tiểu học mà niềng răng á, thì có thể là 1 năm rưỡi, 2 năm thật. Nhưng mà khi mình lớn hơn rồi thì cái chuyện niềng răng nó sẽ kéo dài hơn. Rồi đã từng chứng kiến rất nhiều bé 10 tuổi, 9-10 tuổi khi niềng răng á, thì thứ nhất là nó không có cảm giác bị đau giống như mình. Tức là tại vì cái xương nó mềm á, cái răng nó chạy nhanh á, chạy dễ nữa, nó tiết kiệm thời gian và nó không có bị đau đớn giống như là Rư hồi trước. Cho nên là Rư vẫn muốn khuyên mọi người là khi mọi người xem cái video này mà mọi người muốn niềng răng thì hãy niềng càng sớm càng tốt. Tại vì khi mình càng lớn càng già thì xương mình nó sẽ càng cứng lại, và cái việc niềng răng vừa lâu mà lại vừa đau. Thực ra mà nói, Rư rất là trân trọng bác sĩ đã niềng răng cho Rư, tại vì bác sĩ đã nói thẳng với Rư ngay từ đầu. Ban đầu Rư đến, Rư không có định niềng răng mà Rư nói là Rư muốn làm răng sứ. Tại vì ngày xưa Ru cũng có đi tư vấn vài chỗ thì họ bảo là Ru bị hô xương, tức là cái xương trên này nè đó, mình bị hô từ trên xuống, cho nên là họ nói là nếu như mà niềng sẽ rất là lâu, rất là đau và thậm chí là không niềng được, cho nên là họ khuyên Ru đi làm răng sứ. Xong rồi lúc đó là Ru mới đến chỗ bác sĩ này, thì bác sĩ này mới nói là nếu như niềng răng sứ, nếu như mà niềng răng thì bác làm, nhưng mà nếu như mà làm răng sứ thì đi chỗ khác đi, bác không làm đâu, tại vì bác không khuyến khích cái chuyện là bỏ răng thật. Xong rồi cái đó Rư cũng về suy nghĩ và Rư hỏi bác là cái trường hợp của Rư thì niềng trong bao lâu. Rư nhớ năm đó hình như mình 22 tuổi thì vậy, thì bác mới nói là sẽ niềng trong khoảng 3 năm, nhưng mà chắc chắn sẽ có kéo dài. Và thật sự là đến 3 năm 7 tháng thì Rư mới tháo cái niềng răng của Rư. Vậy thì các bạn sẽ luôn luôn trừ hao một tí về cái khoảng thời gian mà mình sẽ niềng răng. Người ta hay nói với mình là 1 năm rưỡi, 2 năm, nhưng mà sự thật thì thường sẽ kéo dài hơn. Đối với Rư á, là một cái người cũng làm trong ngành dịch vụ, thì Rư trân trọng cái việc là người ta nói cho bạn 1 năm rưỡi, 2 năm để cho bạn có động lực, để bạn không thấy quá lâu. Nhưng mà khi người ta nói 1 năm rưỡi, 2 năm như vậy thì sẽ có rất nhiều bạn có một cái kế hoạch gì đó, ví dụ đi định cư, ví dụ như là chụp hình cưới, thì đến cái ngày đó vẫn chưa được tháo niềng thì nó lại là một cái sự thật rất là phũ phàng. Thành ra Rư muốn nhắn với lại các bạn đang xem video của Rư đó là luôn trừ hao thời gian, cộng thêm nửa năm hoặc cộng thêm 1 năm. Rư nhớ rõ lắm là Rư tháo niềng răng trước, không phải, Rư tháo niềng răng sau 2 tháng kể từ lúc mà Rư làm mũi lần đầu tiên. Xong rồi khi Rư làm mũi xong á, Rư muốn tháo liền luôn, tại vì đó Rư thấy răng mình cũng ổn. Hồi xưa là cái lỗ này nó không có hở đâu, nó khít lại rồi. Cái Rư nói bác sĩ là thôi bây giờ tháo cho em đi, em chán lắm rồi. Cái bác sĩ mới nói là anh nói thiệt với em á, là anh còn muốn tháo cho em hơn nữa. Tại vì rõ ràng là cái việc mà họ để cái niềng trên răng của mình á, là họ phải chăm sóc mình tiếp mà. Đâu có, mình đâu có đóng thêm cái phí gì đâu mà người ta cứ phải tốn thời gian để chăm sóc cái răng của mình hoài. Cho nên là khi bác sĩ nói vậy thì Rư đồng ý để cho cái niềng răng nó ở lại thêm với mình 2 tháng. Cho nên là với những bạn mà đang muốn đi tháo niềng mà bác sĩ nói là khoan chưa tháo được thì các bạn cũng phải hiểu là bác sĩ đó cũng có tâm á. Tại vì kiểu như cái người nào mà không có tâm họ sẽ tháo liền cho bạn luôn. Cái sự thật số 4 mà giống như Rư đã từng chia sẻ trong cái video ngày xưa mà Rư có nói một lần về vấn đề niềng răng á, đó là sau khi mà Rư niềng răng xong thì bác sĩ có phát cho một cái hàm tháo lắp. Thì cái hàm tháo lắp đó nó giống như cái việc là nó cố định cho răng của bạn. Tại vì bạn hình dung không, là Rư niềng răng năm 22 tuổi, tức là cái răng của mình, để coi mình mọc răng vĩnh viễn là chắc năm mình 6-7 tuổi đi, 22 trừ 6 là tầm 16 năm. Tức là cái răng mình 16 năm nó ở chỗ đó. Rồi bây giờ 3-4 năm người ta kéo nó vô, thì bạn hiểu không?
nó sẽ vẫn có xu hướng chạy ra lại chỗ cũ. Thành ra cái hàm tháo lắp rất là hay là bạn chỉ phải đeo buổi tối khi bạn đi ngủ thôi, và bạn đeo nó vô để nó cố định, và người ta bảo là đeo càng lâu càng tốt. Rư thì đã bỏ nó rồi và bây giờ Rư cũng không biết nó đang nằm ở đâu nữa, tại vì quá lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì Rư không đeo nó nữa và răng Rư có chạy ra một tí, nhưng mà so với lại kết quả ngày xưa thì Rư hoàn toàn hài lòng. Còn với những bạn nào mà vừa mới tháo niềng răng thì Rư vẫn khuyên mọi người là hãy tiếp tục đeo hàm tháo lắp mỗi đêm. Rư biết là nó thật sự khó chịu, tại vì mình tưởng là mình đã thoát nạn rồi đúng không, nhưng mà ai dè mình lại vướng vào một cái nạn khác. Nhưng mà so với cái chuyện là bạn đeo cái niềng răng vĩnh viễn trên răng và cái chuyện bạn chỉ đeo tháo lắp hàng đêm, thì Rư khẳng định là cái sự dễ chịu á, nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Đợt mà Rư tháo niềng xong là Rư cũng có đi du lịch, Rư nhớ là Rư cũng có đi Nhật mười mấy ngày á, thì Rư cũng quăng bà nó cái niềng tháo lắp ở nhà. Mười mấy ngày về thấy răng mình có chạy tí, sợ quá đeo vô liền. Thì tức là lâu lâu mọi người lười á thì cũng không sao, nhưng mà đừng có bỏ luôn thì nó sẽ không tốt và ảnh hưởng đến cả những cái công sức trước đó mà mình đã tốn công mà mình đi niềng. Và cái điều cuối cùng có thể nói là một cái tin vui, một cái động lực cho mọi người, đó là trước khi mà Rư niềng răng á thì hai cái phần này của Rư nó rất là to. Bây giờ nhìn lại hình từ lúc mình tháo niềng cho đến bây giờ đó thì cái phần này của Rư nó cảm giác như nó nhỏ lại nè. Tức là bản thân Rư khi mà lên video thì rất ít khi phải tốn thời gian cho cái chuyện tạo khối, tại vì Rư cảm giác là sau khi mình niềng răng xong á thì cái phần xương này của mình nó gọn hơn tí, và khi Rư cười á, người thấy không, nó có một cái đường chạy cũng khá là đẹp, gọi là kiểu V-line, thì mình cũng không đến mức V-line đâu, nhưng mà mình cũng không đến mức U-line giống như ngày xưa đó. Thì là một cái động lực dành cho những bạn mà cái phần hàm ở đây hơi thô. Vậy thì cái câu mà mấy bạn hay hỏi là ủa niềng răng có hung được không, bị cháu hồi xưa em niềng răng có cháu hung em đâu. Thằng chó. Thì Rư nhớ là hồi xưa niềng răng á, Rư vẫn hung được, mọi người yên tâm. Niềng răng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện hung hít đâu, mọi người cứ yên tâm. Đừng vì niềng răng mà bớt hung lại. Rồi, vậy thì video này giống như một lời tâm sự, và Rư hy vọng là Rư đã truyền được cảm hứng dành cho những bạn mà chuẩn bị đi niềng răng. Mọi người nhớ nhấn vào nút subscribe để tụi mình còn có thể gặp nhau ở mấy video tiếp theo.